nắng nóng quá các bạn, 38 độ C trên quốc lộ 1 ha. Anh em ghé vào một cái quán cà phê võng ven đường làm ly nước mía. Anh em mới uống nước mía xong các bạn, giờ bắt đầu chạy tiếp. Nói chung là cũng không có mệt gì mà nắng quá, làm biếng cho nên vô uống nước mía, nghe không hiểu? Rồi chạy lên, chạy trước. Đây là quốc lộ 1 các bạn, những quán cà phê võng ven đường. Anh em tiếp tục chạy các bạn trên quốc lộ 1. Mấy cái đoạn quốc lộ 1 mà bây giờ có cao tốc bên trong các bạn, vắng hoàn toàn luôn, không có xe hơi luôn ha. Nãy giờ mình chạy một đoạn không thấy xe hơi nào luôn, thỉnh thoảng có một chiếc xe khách à, xe hơi giờ họ vào trong cao tốc mà chạy hết đó. Các bạn thấy đường trống trơn không có xe hơi luôn, vài cây số không thấy một chiếc xe hơi nào ha. Cao tốc nằm phía trong này các bạn, là lâu lâu mới có chiếc xe hơi của người dân địa phương ở đây thôi. Cao tốc nè các bạn ơi, đó, cái bảng cao tốc á. Bữa giờ mình đi rồi, quay vài video các bạn coi rồi ha. Đó, chỗ này là bắt đầu từ Nha Trang các bạn đi vô thì quẹo đường này, hoặc là từ cái khu vực này nè các bạn muốn đi vô Sài Gòn thì các bạn quẹo đây. Đây là đầu của cái cao tốc Vĩnh Hảo đi Phan Thiết các bạn ha. Vĩnh Hảo đi Phan Thiết đó, đầu cao tốc Vĩnh Hảo đi Phan Thiết ở đây. Bữa mình đi xe hơi rồi ha, về đi mô tô. Đó, ra tới đây các bạn thấy là xe hơi nhiều liền ha. Anh em ghé vô nhà hàng biển Vĩnh Hảo quen thuộc các bạn. Hai chiếc Adventure đậu dễ thương không? Biển Vĩnh Hảo. Đây, bữa cơm trưa hay biển Vĩnh Hảo. À, rau muống xào tỏi mà anh Vũ nha. Chọc anh Vũ quà, hiểu. Nước mắm ớt. Canh hủ quà. Canh hủ quà. Cá kho tộ các bạn. Cá bớp. Cá bớp kho tộ. Canh hủ quà nấu với tôm. Rồi nhiêu đó được rồi, ba món thôi ha, anh em ăn trưa cơm niêu à. Rồi vô Hiếu ơi, vô chân cổ nó sẽ qua. Rồi đây các bạn, trời mưa, nhà hàng biển Vĩnh Hảo. Rồi, đây Hiếu. Mở căn đôi chưa? Nghe không Hiếu? Rồi ok rồi đi. Rồi hai tay các bạn chạy trong mưa luôn. Mở camera lên quay cho các bạn coi luôn ha. Ok, từ đây về nhà cổng hoa giấy còn 100 cây các bạn. Mình đang để chế độ rain. À, trời mưa thì mình bật qua chế độ rain mình chạy. À, còn 20 cây nó hết xăng à. Ra kia đổ xăng. Chế độ rain thì nó sẽ chống trơn trượt khi mình tăng tốc này kia ha, trong cái vùng ướt trơn thì nó giúp mình cân bằng. Rồi mưa gió
mình quay một đoạn cho các bạn coi cho vui. Đi mô tô nó như thế nào ha. Nắng có, mưa có, sình lầy có, té có, các kiểu luôn các bạn ha. Khổ lắm chứ không sướng như các bạn nghĩ đâu nha. Chơi mô tô là không có sướng như các bạn nghĩ. Và cái clip trời mưa này mình cũng thử luôn cái nón này luôn ha. Cái nón này là cái nón AZV AS9 carbon. Thì trong CBC cũng có nhiều anh em dùng ha. Phước Cao nè, dùng một cái. Anh Hoàng Cao dùng một cái. Mình dùng một cái, Hiếu Đen dùng một cái. Thì nó nhẹ nhàng các bạn. Nè cái nón này nhẹ êm. Nói chung là khá là hài lòng. Carbon cho nên nó nhẹ êm. Và cái mình quan tâm là cái trời mưa coi nó có chảy nước giống cái bìm đất hay không đó. Mình có cái bìm đất nhưng mà trời mưa nó chảy nước vô trong rất là bực mình. Cái này thì cái việc cấn đầu thì nó không có bị các bạn nha. Rất là êm, không có cấn đầu. Mình chạy cả ngày vẫn bình thường. Mình đeo khăn trùm đầu luôn vẫn không có sao hết. Bây giờ mình với Hiếu chạy về Cam Lâm dưới trời mưa để coi cái nó chống nước tốt không, vô nước tốt không nha, có bị vô nước không ha. Cái này là review nón là quá chân thật luôn rồi các bạn ha. Cái nón này nó có cái máy dành cho các bạn nào thích chạy cái dòng xe adventure. Tuy nhiên cái form này nếu các bạn không có chạy adventure, các bạn chạy touring rồi đó, thì các bạn tháo cái máy này ra dễ dàng ha. Nó sẽ trở thành một cái nón touring. Có cái máy này nó che nắng. Rồi cát, đất, đá đồ này kia. Gió nó thông lên cái lỗ này các bạn, nó thông lên. Thì những người đi xe, dòng xe adventure đi khám phá, mạo hiểm, thám hiểm rồi thì đội những cái dòng nón này. Cào cào đồ các kiểu hả. Có cái máy này. Rồi, ngon lành. Hai anh em ăn một bữa cơm trưa non chỉ hơn 300.000 đồng. Hai ly cà phê, hai lon coca, một thố cá kho tổ, một tô canh khổ qua, hai cái cơm neo, một dĩa rau muống xào các bạn. Ở nhà hàng Biển Vĩnh Hảo. Mưa quá thôi mặc áo mưa chạy luôn các bạn. Chứ giờ chờ. Rồi đổ cái xăng Petro luôn Hiếu ơi. 200m có cái xăng Petro. Xe mình còn đúng 16 cây các bạn. Mình đổ đầy bình đi từ hôm qua lúc mà khởi hành ở Mai Nguyên 11 giờ trưa đó. Tới giờ này thì còn 15 cây. Đây, anh em thường ở Việt Nam mà thường thích đổ cái xăng Petrolimex ha. Anh em đổ xăng 95 các bạn. Thì bình mình được 20 lít. Khoảng hơn 400 ngàn. Giá xăng 95 này là 22.450 đồng. Rồi chuyển qua Ren đây chạy ra. Rồi đây Hiếu ơi. Tiếp tục các bạn. Đầy bình xăng rồi. Anh em tiếp tục bơm về Cam Lâm. Giờ mới có 2 giờ trời tối thui à. Do mưa các bạn. Hồi nãy thì nắng chang chang. Giờ thì mưa tầm mưa tả luôn. Ra chỗ đây đỡ hơn chút, bớt mưa. Trạm thu phí. Trạm thu phí ngoài Cà Ná.
thôi, giờ hai tay kéo thôi. Hả? Trời ơi, cái tai nạn kìa các bạn ơi. Chậm chậm Hiếu ơi. Xe gì vậy? Wow, chiếc xe tải các bạn. Nằm giữa đường luôn kìa. Wow, lật ngang luôn các bạn. Wow. Kinh hồn luôn, bị đâu hồi nào rồi đó. Họ chưa cẩu lên. Chắc không sao đâu. Lật ngang ở đó người cũng không sao. Tự lật hết ta. Lật ngang giữa đường luôn ha. Chắc là người không sao. Không có thấy bể đầu đồ này kia. Cho nên chắc chắn là người không sao. Đó giờ chờ xe cẩu tới thôi. Cẩu lại, lật lại rồi cẩu chạy không được rồi cẩu về. Này ngã ngang á, chắc trượt bánh hay sao ta. Rồi, những trụ điện gió xoay xoay rất là đẹp. Thì đây chính là khu Bình Thuận các bạn. Rất là nhiều điện gió xoay xoay, khá đẹp. À, Ninh Thuận các bạn. Ninh Thuận gần tới Phan Rang rồi ha. Những trụ điện gió xoay 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 ở Ninh Thuận rất là đẹp. Sắp tới Phan Rang. Rồi mình tắt máy, tập trung chạy các bạn. Chạy trong mưa ha. Lát ra kia coi tình hình thế nào mình quay cho các bạn biết cái nón bảo hiểm này nó ra sao. Cứ chạy trong mưa. Giờ thì thẳng tiến quốc lộ 1 thôi, khoảng 90 cây nữa là tới nhà. Trời mát, mưa nhẹ nhẹ rất là mát, chạy đã lắm. Tới cao tốc nè các bạn, chỗ bữa mình quay nè ha. Đây, quẹo trái đây, vô cao tốc đoạn từ Cam Lâm đi Nha Trang. Đó. Các bạn nhớ cái video trước rồi đúng không? Đó, đoạn này là từ đây mà các bạn đi thẳng Nha Trang ha. Thì nó vô gần thành phố luôn các bạn nha. Vô ngay trung tâm thành phố Nha Trang luôn, có đường exit xuống luôn. Còn dọc từ đây ra tới Nha Trang khoảng 50 cây thì có vài cái exit xuống Cam Đức, xuống Cam Tân. Nhưng mà nó đang thi công thì chắc chắn một thời gian tới nó sẽ mở ra tất cả những cái exit xuống đó các bạn. Từ đây trở ra là Cam Ranh các bạn, chuẩn bị vô Ban Hồi ha. Thì sang năm là sẽ full cao tốc, xong luôn cái đoạn Vĩnh Hảo về tới Cam Lâm luôn. Là toàn bộ từ Sài Gòn đến Nha Trang khoảng hơn 400 cây số. Riêng xe mô tô thì vẫn chạy trên quốc lộ 1 các bạn nha. Ở Việt Nam mình chưa cho mô tô vô cao tốc chạy. Rồi qua cái đoạn trống trống đó là vô Ban Hồi, thành phố Cam Ranh. Đây Ban Hồi các bạn, thành phố Cam Ranh. Rất là nhanh ha, anh em mình chạy từ Cà Ná ra đây chút xíu đó. Hiểu đen ghê chưa. Hiểu không bao giờ trắng, cái này có xe đổi màu các bạn, đổi màu thành GS Trophy rồi. Thành phố Ban Hồi, thành phố Cam Ranh, xin chào các bạn. Rồi giờ chạy về nhà mình khoảng 25 cây nữa là xong, tới Cam Đức, Cộng Hòa Giấy ha. Tối nay mình với Hiếu đi ra Nha Trang tham dự cái festival biển chơi, rồi gặp anh Hà với Ca Liêm, đi dạo thành phố biển Nha Trang chơi, sáng mai mình quay lại Sài Gòn để bắt đầu một tuần làm việc mới các bạn. Mai mình sẽ đi sớm. Đây Hiếu 47 nè, không bao giờ trắng nè, quay ra Hiếu bên đây chào khán giả. Khán giả là đi đâu rồi, Hiếu đen phải không? Nãy giờ quán ăn các bạn, quán ăn Cà Ná biển Vĩnh Hảo, chào Hiếu đen, vui chứ.
Chú Hiếu đang đây phải không? Dạ đúng rồi anh. Sao anh biết? Trời ơi, tôi coi trên video không quen. Video nào tôi coi hết rồi, đâu có sót. Nhớ mặt Hiếu đen hết trơn. Anh em chạy tới Mỹ Ca các bạn. Nếu mà mình quẹo phải chỗ đó thì ra sân bay, ra Bãi Dài. Còn giờ mình đi thẳng về Cẩm Đức, rồi quẹo Đinh Tiên Hoàng về nhà Hiếu, hoặc là quẹo Đinh Hoàng mình ra hướng Bãi Dài đi Nha Trang luôn cũng được. Thì bắt đầu khu này trở ra là địa bàn của mình nha, thổ địa nha các bạn ơi. Mình với Hiếu đen là thổ địa khu này nha. Không ngờ về tới quê hương mưa nó tắm cho hai ông một trận mưa đó. Các bạn thấy nó văng vô mặt không? Để mình quay cái này cho các bạn coi là hai ông chạy trong mưa như thế nào nha. Đó, chào anh Vũ Phan Cali. Chọc chọc anh Vũ Phan hoài, hai anh em hai thằng em chạy trong mưa chọc Vũ Phan Cali biết rồi. Hứa một ngày nào đó dẫn Hiếu đen đi California thăm anh Vũ nè, mà không biết ngày nào. Trời mưa mịt mù luôn các bạn, mưa mịt mù luôn đó. Về gần tới nhà mà cũng không yên luôn, mưa từ tối qua luôn các bạn. Tối qua ngủ trong lều ngủ không có được, lúc đầu nóng nó bịt bùng á, nóng xong rồi mưa, mưa rồi lại hết mưa nóng, và mưa cái tiếng mưa nó rơi xuống ngay cái lều á, lập bò có khó ngủ lắm. Rồi hết mưa thì nghe suối nó chảy, trời ơi suối nó chảy thôi, sao ngủ không được luôn, nằm tới 3 giờ sáng mới ngủ. Nó mưa từng cơn à các bạn ơi, mấy ngày nay mưa từng cơn giống như kiểu mưa mây vậy đó. Cứ mưa rồi hết, đoạn mưa đoạn không cũng không biết đường nào hết á. Cho nên mặc áo mưa vô chạy luôn. Chờ cũng không biết khi nào nó hết. Đoạn này mưa, đoạn khác hết mưa vậy á. Tối nay trông cho đừng có mưa đi Nha Trang coi festival biển các bạn ơi. Quay cho các bạn coi festival biển Nha Trang. Đó, chạy tới đây bớt mưa nè. À, không mưa theo mây. Từng đợt vậy đó. Cho nên mình đi là mình đi thôi. Mình cứ mặc áo mưa cho mình chạy thôi. Hôm nay mình mặc áo làm ở trong, cho nên là cái áo này không có chống nước, không có Gore-Tex. Chứ còn nếu mình mặc nguyên một bộ đồ Gore-Tex là mình không cần mặc áo mưa. Gần tới nhà các bạn, tới chỗ này Cam Thành Bắc rồi, chỗ đi vô nhà máy, gần tới nhà máy đường. Đoạn này hết mưa. Gọi là cơn mưa rào á. Gần tới Cam Đức là nhanh quá, Cam Thành ơi. Ở khu này là Cam Thành các bạn. Cam Thành là tới Cam Đức, rồi tới Cam Hải, Cam Hòa, toàn là cam không à. Mà không thấy trái cam nữa cho nó xoài không. Bây giờ phải đổi lại xoài thành, xoài đất, xoài hải. Cam mà không có, khu này không có trồng cam các bạn nha. Mà cái những cái vùng ở đây, cái xã đây đặt tên là cam không à. Tới Cam Hiệp, Cam Tân. Ở trên vùng núi là Cam An, Cam An Nam, Cam An Bắc. Một đống cam luôn.
ngay chỗ này là Cam Hòa, à, Cam Thành các bạn. Cam Thành, Cam Thành thì có Cam Thành Bắc rồi Cam Thành Nam đó, tới cái trụ anten là thấy tới Cam Đức rồi. Quán cà phê chị Dung, mấy anh em hay ngồi quán cà phê Dung đó các bạn. Chiến hữu ở đây là tôi tập trung quán Dung đó, ngay cái bụi cây si nè đó, đây cà phê Dung ngay cái trụ nè đó. Rồi đây là nhà vô cổng hoa giấy luôn phải không, đây nhà bạn Trương Thanh Tịnh, à, nhà chị Ái. Rồi chợ Cam Đất nè, mới vừa đi qua chợ Cam Đất có chè, chè trái cây ngon lắm các bạn, chè trái cây với bánh mì, bữa mua bánh mì ăn đã lắm. Rồi Hiếu không bao giờ trắng, tới nhà các bạn. Giờ mình vô cổng hoa giấy tắm rửa nghỉ ngơi sạc pin, tối đi Nha Trang chơi. Hiếu không bao giờ trắng, nay chơi nguyên bộ đồ đen không hiểu trắng sao nổi. Đây đường vô cổng qua giấy các bạn. Thấy ha, thấy Hiếu ha. Rồi về liên tục các bạn, bữa giờ mình về quê liên tục, về nhà liên tục luôn. Rồi quay đầu lại luôn Hiếu ơi, không ngờ luôn, ai biết mình về đâu. Rồi đây đẹp nè, dưới cồng dây nè, 1 2 selfie Tấm ơi. Rồi đây, rồi 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 rồi, bye bye ông Hiếu chưa bao giờ trắng giọt gì dữ vợ con. Đang chơi miết. Two hours later. Tối chủ nhật ở Nha Trang các bạn, mời các bạn ăn bún cá sông ngư. Đó, bún cá sông ngư ở Nha Trang. Sao anh Hà? Rất là ngon. Gặp tôi... lại anh Hà với Kalim các bạn. Được ăn Nha Trang, được ăn miếng sứa, ngon lắm. Rau miếng vàng luôn. Quá đã luôn. Đó. Hiếu không bao giờ trắng. Anh Tâm mãi đen. Anh Hà, San Diego và Kalim. Đó, năm anh em mới ra bún cá sông ngư là một người một tô. Lát nữa bắt đầu tiếp tục chương trình đêm nay festival biển. Năm anh em ăn xong rồi tính đi festival biển nhưng mà rất là đông các bạn, họ chặn đường mọi nơi luôn, cho nên anh em quyết định thôi đi uống cà phê lòng vòng, sau đó sẽ đi về để sáng mai đi sớm. The next day. Em chạy xong quay với Kalim chạy đầu ấy. Kéo lúc với Kalim sáng mà đâu cần rọi đèn. Rồi, ok. Đây nè ơi, cả đêm, vô. Nay sáng thứ hai, ba anh em đi làm sớm các bạn. Từ cổng hoa giấy thị trấn Cam Đức mà. Bây giờ đi Sài Gòn. Thứ hai đi làm sớm, ghê ha. Rồi, lên đường. Không sao, cứ từ từ. Chỉnh cái phuộc cao chạy cho đã. Ok. Cái nón ai mà sồ sồ dữ ta. Ok. Rẽ phải. Ồ, hay quá, anh Hà biết đường hết ha. Rồi 5 giờ 20 phút ha. 5 giờ 20 phút từ thị trấn Cam Đức. Phở Phú đây nè, Phở Phú bên phải nè, chưa mở cửa, à mới vừa mở. Rồi đi vô cho anh Hà ăn bánh canh tôm hùm đi.
5:20 buổi sáng sớm, đường vắng chạy đã anh hà ha, rất là sảng khoái. Mới ra anh hà kéo đã không, trời ơi, giờ là quốc lộ 1 các bạn, đang ở thị trấn Cam Đức, ba anh em chạy vô Sài Gòn sáng thứ hai. Khu này điện gió không à các bạn, cách Phan Rang 21 cây số. Rồi cá lim lên rồi, đi cá lim, cá lim bay fly cam rồi, đi tới Phan Rang à, cách Phan Rang 21 cây. Đây khu này điện gió không các bạn, chỗ này trống, bữa vô đây đứng chụp hình với tàu lửa nè. Đây ba anh em dọc đường gió bụi, buổi sáng chạy quá đã luôn, 6 giờ rồi, trời mát mẻ trong lành. Đây tới 3 tháng rồi các bạn. Đó Kalim, Kalim chạy giữa, anh Hà dẫn đoàn luôn, ghê không. Rồi các bạn ơi, anh Hà San Diego, ghê không. Thấy Mai Nguyên đi chơi vui quá, bay từ Mỹ về luôn. Hai anh em đang tần tần chạy ngang cái eo biển Vĩnh Hảo các bạn. Thì từ nhà mình cổng Hoa Giấy vô đây là đúng 100 cây. Bây giờ là 6:30 rồi, thời tiết rất là đẹp các bạn, mặt trời vừa lên chút, nắng mà mát, mới vừa nắng nắng thôi, thời tiết rất là mát. Đó thì đây là cái khu vực núi đá rất là nhiều. Biển Vĩnh Hảo, cá lim đang chạy lên trước để chuẩn bị làm một cú flycam cho hai anh em bò bò ở biển Vĩnh Hảo. Anh Hà cứ chạy chậm chậm giống vậy nha. Rồi đúng đúng tốc độ đó, cho cá lim nó canh. Khu này bên tay phải các bạn thấy là núi đá không à ha. Núi đá đây rất là khó cho cái tuyến đường cao tốc ngang cái đoạn này. Thì cái đoạn này còn một đoạn từ Vĩnh Hảo đi về Cam Lâm ha. Dự kiến là sang năm nó xong luôn, toàn bộ từ Sài Gòn đi Nha Trang có cao tốc hết. Rồi chưa, lên chưa? Chậm lại anh ha. Rồi, chậm thiệt chậm nha anh ha ơi. Rồi ok, đúng đúng vị trí đây nè. Ok chạy đi. Rồi anh Hà giữ đều 40 đi 40. Rồi em đi theo anh á, 40. Rồi đây là cái quán biển Vĩnh Hảo quen thuộc à, mình mới ăn hôm qua với Hiếu. À quá đã các bạn, đẹp quá. Bên kia có một chiếc mô tô, có một chiếc mô tô. Mới nẹt bô chào chào bạn đó, bạn nó cũng đứng bay flycam luôn. Rồi để rui control chạy thôi, đẹp quá các bạn ơi. Đây có cái eo biển ngắn ngắn thôi nhưng mà nó sát với quốc lộ 1 ha, sát quốc lộ 1. À, vô một chút nữa thì sẽ tới cái chỗ đi vào cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Đó, khu này bên kia là núi đá không à. Khu này du lịch thì nó la ra lác đác một vài cái resort nhỏ nhỏ thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt.
Bad low flex, she wanna know me. I stay low key, all gas, no brakes. Baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what it's gonna be? Baby, squad up, we finna go deep. Riding on a team, got what you need. Baby, won't you keep me company? Side with me, stay solid one time if you lie with me. Just promise you never lie to me. Keep the moves on tuck, I know it's all up. Everything good, keep the vibes on crush. I know it's all good, know it's all love. Road, but I get to the bag on the low. I be counting stacks while they grow. Yeah, you know me, baby. Won't you keep me company? Give me something to do when I get lonely. I got something for you when we get home. If you let me put it down, when I come in town, you should lie on me. Keep your minds on me. On try, baby. I think you should side with me. Stay solid one time if you lie with me. Just promise you never lie to me. Keep the moves on tuck. I know it's all up. Everything good, keep the vibes on crush. I know it's all good, good. Know it's all love. Know it's all love.
đi, đây ngay cao tốc các bạn ơi, Vĩnh Hảo Phan Thiết ha. Bắt đầu vô cao tốc mà. Ba anh em bắt đầu chạy từ Vĩnh Hảo đi vô Phan Thiết bằng quốc lộ 1 mà. Xe hơi lên từ đây lên cao tốc đi, vô tới Sài Gòn luôn. Đoạn từ đây trở vô là rất là ít xe hơi, bởi vì họ lên cao tốc họ đi rồi. Từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết để đi tới Sài Gòn luôn. Rồi ba anh em tới Phan Thiết các bạn. Chạy 2 tiếng rưỡi à. Vừa chạy vừa bay flycam. À bánh canh tôm hùm, à, dẫn anh Hà vô ăn bánh canh tôm hùm. Chứ để nhắc hoài à. Coi video hoài chưa được ăn. Rồi, thành phố Phan Thiết kính chào các bạn. Đây là cái vòng xoay bên ngoài từ Nha Trang vô các bạn. À, welcome to Phan Thiết City. Dẫn anh Hà đi ăn bánh canh tôm hùm. Xong rồi ba anh em chạy vào Sài Gòn để kịp giờ làm cho buổi sáng thứ hai. Ghê ha, thứ hai đi làm 400 cây anh Hà ha. Thứ hai đi làm 400 cây số. Đây bến xưa đây bên tay phải nha. Bãi giữ xe đây nè. Rồi leo đây luôn. Mời các bạn tô bánh canh tôm hùm quen thuộc ha. Ăn cho liêm mạnh lên. Thanh niên trai tráng mà. Ăn hết mình chơi hết sức cho liêm ơi. Ăn hết sức chơi mình đây anh Hà. Ngon không anh? Ngon. Được xem mãi, được xem vlog với cả nhìn các bạn ăn mãi rồi, hôm nay là được giờ mới được ăn đó. Canh tôm hùm. Lần đầu tiên từ San Diego về. Mang bánh canh tôm hùm bữa giờ ăn qua vlog không à. Nay mới cho ăn thật đúng không? Rồi mời các bạn nha. Mm-hmm.